xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam Thân mến, sinh năm 1957 tại Hà Nam, nhà văn Lê Thanh Kỳ bước vào sự nghiệp văn chương khá muộn. Ông nổi tiếng với các tác phẩm viết về đề tài công nhân như Trùm truyện ngắn, bạn khách, sợi dây, mùng 9 tháng 8, từng giành giải nhất truyện ngắn tuần báo văn nghệ 2011, 2013. Tuy nhiên không tự hạn chế mình trong đề tài này, nhà văn Lê Thanh Kỳ cũng chiêm nghiệm về nhiều góc cạnh khác nhau của đời sống xã hội. Chuyện nắng vỡ là một trong những sáng tác như thế. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Hồng Huệ. Hoài bước chân vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Đây là nhà cô mới mua, căn hộ rộng 3x5m, đồng dạng với cái hộp diêm. Có một cái hộp khác chung tường với nhà cô nhưng nó lại quay sang một tuyến phố sau. Mới đầu mua được cái nhà này, Hoài sướng thít cả người hai ông bà giáo cùng họ là đỗ thanh và đỗ thúy biết cô có ý định mua nhà liền dì giả. hay là cô lấy nhà của chúng tôi đi tuy bé một tí nhưng chỉ có một mình cô ở thì rộng sau này có chồng con lên thêm tầng ba nữa ở cũng chả hết rồi bà giáo còn bảo tôi với ông ấy chỉ còn vài tháng nữa là nghỉ hưu ông giáo nhà tôi lại là người độc đinh trong họ gớm vừa mới nghe tin chúng tôi về quê ở, cả họ mừng. Hoài cũng thấy hợp lý. Lúc giao tiền, bà giáo ra vốn hẳn cho một triệu. Điều này khác hẳn với tính cách của bà. Đúng là trí thức có khác, rộng rãi quá. Ban đầu lúc dọn nhà, Hoài thật sự hài lòng. Đi đâu cũng chỉ mong sao cho chóng về đến nhà mình là nơi cất giữ cái hình hài đã 35 tuổi. Bảo hiểm chắc chắn trong cái hộp bê tông cảm giác thật thoải mái và an toàn mấy ngày đầu cô không hề để ý gì đến căn hộ chung vách phía bên kia cứ đi làm về là họ lại cãi nhau xem ra đấy mới là nguồn sống chính chứ không phải cơm gạo mà chuyện gì họ cũng ra vấn đề từ chuyện vật chất nhỏ như cây kim đến chuyện xã hội như bàn về ngày tận thế của loài người cô vợ đi chợ về chồng hỏi mua rau ở đâu rằng mua rau sạch siêu thị tin làm sao được cái siêu thị thế không thì tin ai lại cãi nhau chồng mua chiếc tủ lạnh nhưng tủ gì lại không biết làm đá vợ hỏi mua ở đâu hàng giảm giá nhờ người quen mua hộ càng quen càng len cho đau hoài nằm bên này còn nghe rõ tiếng thở dài và cái giọng kim của cô vợ anh chồng rút điện thoại ra gọi alo chị minh à chị mua giúp cho em chiếc tủ lạnh ở đâu vậy lúc sau nghe tiếng cô vợ người quen anh bảo sao bãi bảo nhờ cô bạn thân bên công ty đầu tư mua cho tiếng cô vợ dẫy lên như bị chọc thiết tôi đã bảo mà thời buổi này bạn bè tin làm sao được thế không tin bạn thì còn tin ai lại cãi nhau cãi cả những việc tận đầu tận đâu. Anh chồng đem chuyện một ông tổng thống đưa vợ đi đẻ, mà đẻ sinh bốn nhá. Tiếng cô vợ, khiếp, đẻ như chó. À, mà tin ấy ở đâu vậy? Thì báo đưa tin chưa ai? Ôi giời, nhà báo chỉ có nói phép, thế mà cũng tin. Không tin báo thì tin gì? Thế là lại lăn xả vào nhau chuyện chẳng có gì liên quan đến gia đình bỗng chốc trở nên to ngày nào cũng thế cứ hễ hở ra là to tiếng nhưng đến đêm hoài lại nghe thấy tiếng rúc rích êm ái làm cô giận sôi cả tiết thật không tài nào tin nổi đến phường trèo cũng không đến lượt ngữ ấy cô muốn chạy lên tầng thượng lần sang mái bên kia lật tấm tôn lên rồi thả một quả lựu đạn chày vào trong ấy cô bắt đầu ngán đến tận cổ đầu tiên cô trách vợ chồng ông bà giáo. Sau trách cái tên kỹ sư xây dựng thiết kế những ngôi nhà quái gở, trung tường, trung móng. Hàng ngày đi làm cô phát chán những khuôn mặt hối hả, chạy xe ầm ầm. Hễ cứ có khoảng trống là chèn vào, cố nhoi lên trên người khác. Tối nào cũng được nghe hài kịch niềm tin. Nhưng mà đây là nhà cô cơ mà. Tiền mua nhà do cô kiếm được. Thế thì việc gì phải đi đâu? vợ chồng ông bà giáo sống gần hết cả đời người đến tận lúc về hưu về quê còn được sống chung với lũ thì đã sao sau này có tiền đập ra xây lại không khéo lại thèm nghe tiếng cãi nhau nhưng mà tạ người như cô tính trầm lối sống rành mạch cứ hễ nghĩ đến chuyện lấy chồng không khác gì thụ án nhưng hiện tại cô chưa quen nên cứ phải nút hai tay bằng chiếc phôn nghe nhạc nấu cơm vệ sinh, chấm bài, làm báo cáo thuế, quét nhà, rửa bát, uống nước, xỉa răng, đứng, ngồi, nằm, thức, ngủ, kể cả lim dim đều phải nghe nhạc. Có nghĩa chiếc phone không được phép rời khỏi tay lúc cô về nhà, như đầu không rời cổ, tim không được ra khỏi lồng ngực, tay không thể rời thân, ruột thừa không thể rời khỏi đại tràng bên phải. Hoài là giáo viên dạy toán, lại có văn bằng kế toán doanh nghiệp có hàng chục công ty thuê cô làm kế toán một lần cô đi đến công ty bình minh lấy chứng từ kê khai thuế thì bắt gặp vợ chồng ông giáo cô ngạc nhiên thấy bà giáo đang chỉ huy toán nhân viên của một cửa hàng ăn đặc sản khách ra vào đông như kiến tưởng cô là khách bà giáo đon đả chạy ra may mà bà còn nhận ra cô hoài hỏi thăm em tưởng thầy cô chuyển về quê ở chứ bà giáo trợn mắt lên tay quay quay như kiểu người ta đốt vía điên à về quê thì có mà điên à thế đứa nào nói với cô như vậy đều thế cô lý nhí chào bà giáo rồi phóng rất nhanh như vừa trôm được chiếc xe máy hòa nhớ ra một triệu đồng bà giáo dứt ruột bớt cho cô hóa ra nó là tiền thế mạng lần cô bàn chuyện mua nhà bà giáo với thơ giáo viên cùng bộ môn không cần ngâm ngợi gì nhiều thơ nói luôn chị phải cảnh giác với hai con chim già này. Mọt lắm, lõi sắt lắm đấy. Thế chị có biết Đỗ Nhị Tinh là ai không? Không. Là hai nhà giáo họ đỗ trường ta đấy. Chết. Mà chị mà dây vào họ là rách túi đấy. Của thì ít mà suýt ra nhiều. Em nghe nói có hàng tá người đến hỏi mua nhà đều lắc đầu lẻ lưỡi. Đây này, chả nói đâu xa tuần trước bà giáo đem cái compa gỗ của ông giáo ra khoe, bảo đấy là chiếc compa do Bộ trưởng Bộ Y tế tặng. Giờ chuẩn bị về hưu, chả còn biết dùng làm gì nữa. Tôi bản với ông ấy đem tặng bộ môn làm kỷ niệm. Ông ấy bảo, bây giờ ai người ta còn xúc động với đồ lưu niệm nữa? Chúng mình chẳng phải đã là hàng lưu niệm rồi đấy sao? Thôi, cứ đem bán. Bây giờ cái gì mà chả đem giao bán? May mà hôm ấy chị đi vắng, chứ không thì chị em mình sẽ là đối thủ cạnh tranh mất. Nghe nói đến kỷ vật nên ai cũng muốn có. Thế là mọi người quyết định lập sàn đấu giá. Em ra giá cao nhất, trả cái con pa ấy 200 ngàn đồng. Sau hỏi ra mới biết, trước đây ông giáo cứ lấy giải rút để vẽ đường vòng tròn. Trong một lần dự giờ, giám đốc sở ra lệnh. Từ nay, nếu thấy ông giáo còn lấy dây rút vẽ đường tròn, thì sẽ ra quyết định cho nghỉ dậy thế ông giáo mới chịu bỏ tiền ra mua chiếc compa này đấy. Mua ở ngay hiệu sách chứ ở đâu. Hoài tự an ủi. Thôi, của đi thay người vậy. Nhưng thầy số bảo hai năm nữa cô mới chịu hạn. Hay mới là tạm ứng hạn đấy. Làm cho cô lại phải thêm một mối lo. Thôi thì tìm cách bán quách cái tổ chim yến này đi. Giờ cô thấy ghét cái nhà của mình quá. Đã đến giờ phải đeo tai nghe vào thì có tiếng gõ cửa tuyết một cô giáo mới ra trường và mới nhập môn chưa lâu hoài vừa mở cửa tuyết đã ào vào díu rít như con chim tuổi trẻ có khác cô vừa đi vừa ngắm căn hộ mồm nói mắt nói lại biết có nói ngọng ôi chị ôi chị sướng thật đấy các chị trong bộ môn ai cũng khen chị giỏi giang ai cũng bảo không thể tin được một cô giáo độc thân làm giàu không phải bằng nghề của mình chả thèm thậm thụt dậy thêm dậy lếm, coi quy định của bộ chả khác lào như một đứa trẻ con, chị nhỉ. Rồi cô vòng quanh bên trong cái hộp ba nhân năm một lượt, liên tục tránh các chướng ngại vật, nào là giường cá nhân Hàn Quốc, tủ quần áo Japan, bàn trang điểm Đài Bắc, bàn máy tính hòa phát, bộ minh đảo mini. Gặp vật gì lại quệt tay một cái lấy khước. Người tuyết lượn tránh các đồ vật mềm như cái lạt. Chị ơi! em ước được như chị quá đến kiếp nào em mới được như chị chị thông cảm cho em nhé em vừa mới đi học luyện âm mất một tháng nên không đến thăm nhà chị được nhưng mà chị có tin không thầy giáo dạy chúng em không ngờ phát âm thì chuẩn nhưng viết lại sai chính tả choe choét ra cuối cùng thầy trò chúng em quay sang học đôi đấy chị ơi thôi hôm nay đến thăm chị mai em phải vào trận ngay em xác định rồi phải ép xác phải dạy thêm như phát rồ, phải đảo tung cái trật tự này lên. Tuyết sực nhớ ra. Chị này, hôm qua em đến nhà chị Thơ, chị biết không? Thật không thể tin nổi, hai anh chị ấy cày như điên. Chị có nhớ cái nhà hai tầng ở mặt phố khai trí không? Không phải thuê như rêu dao đâu, mua rồi đấy, chị có tin không? Anh dậy trên tầng hai phòng, hai mâm, chị tầng trệt cũng hai mâm dọn cái bếp làm thêm một mâm nữa là ba. Chị mà nhìn thấy cũng sướng mê tơi. Mùng tuyết không cười, nhưng mắt vẫn cười. Chị ơi, cái thời buổi này thật khó tin chị nhỉ. Chả biết quốc học có đập chết học bụi hay không. Nhưng mà em vừa thấy buồn, lại vừa thấy thêm động lực để kiếm xiên. Buồn mà vui, cứ buồn buồn, vui vui, chị nhỉ. Thôi, kệ nó đi, vừa vặn lượn hết một vòng quanh cái hộp diêm. Đến cửa ra vào là tuyết rút lui. Thôi chị nhá, đến thăm chị một lát thôi. Em về đây kẹo tắc đường. Đường với xá, thật không thể tin nổi. À, chị ơi, người ta cứ gọi là tắc đường, nhưng em chỉ thấy tắc người. Người tắc người chị ạ, à. chị có tin không? Hoài nhìn theo tuyết nhí nhảnh nhảy nhót trên từng bậc thang, cô giống như con chim non đang tập truyền, truyền từ đoạn ngắn đến đoạn dài. Rồi đến một ngày nào đó, tuyết vụt bay cao, bay xa. Nhưng nhớ ra trong lúc tập truyền, nhớ ra, nhớ ra, thật không thể tin nổi. Hoài chả dám nghĩ nữa, cô đeo chặt tai nghe rồi bật máy tính vào email và dở thư ra xem người bạn mới quen hôm nay gửi kèm theo ảnh trông tự tin đẹp trai miệng cười ấm hai hàm răng trắng muốt góc chụp tốt ánh sáng tốt nắng đậu trên răng phản chiếu tóe ra trông như ảnh nghệ thuật đính theo bài thơ nếu tin anh tặng cô kèm theo mấy câu đề tặng vụng về hoài mỉm cười niềm vui đến dâm gian như rôm cắn dạo này cái hộp bên hàng xóm của cô tự nhiên vắng lặng như cảnh tạm đình chiến rồi bỗng chốc lại ồn lên tiếng đập phá thì ra bên ấy họ đang làm nhà ôi chúa ơi lạy chúa từ bi a di đà phật ông bà giáo nhẫn nại cả đời mà chả được hưởng phúc mình thật là may mắn trong giấy tờ nhà đất hồ sơ trích lục kèm theo có dấu công chức nhà nước hẳn hoi một hoặc cả hai bên đều có quyền xây dựng nhà mình mà không phải hỏi ý kiến người liên quan nhưng phần tường chung sẽ thuộc về người xây sau. Hoài mừng dơn, mình vớ bờ rồi, đôi vợ chồng phường trèo hảo phóng quá. Mình thế là được lời mấy phân tường rồi. Tất đất tất vàng, chỉ cần to bằng hạt đỗ cũng bao nhiêu là tiền. Thật không thể tin nổi. Sao giờ vẫn có người rộng rãi sở lời thế không biết? Cô sửa lại tai nghe, rung đùi gõ nhịp theo từng giai điệu bài hát từ chiếc máy nghe nhạc cô ngắm mãi người đàn ông trên màn hình người mà bấy lâu luôn đem lại niềm tin cho cô anh ấy nói mình yêu nắng tin nắng thảo nào chụp ảnh để nắng đậu trên răng thật là lãng mạn anh ấy đây à được đấy chứ nhóm bạn học của cô lập ra một lớp để hàng ngày tin tức cùng chia sẻ với nhau rồi đột nhiên anh chàng xuất hiện mang nhiều điều mới mẻ đến cho các cô hoài thích cái suy nghĩ của anh ta. Nó cứ na ná giống cô như từ trong cô đi ra vậy. Còn Loan, cô bạn kỹ sư địa chất thì đầy ngờ vực. Cô hỏi anh ta. Anh là ai? Có phải thợ săn không? Không, tôi chỉ là ngọn gió lang thang. Ngọn gió ấy từ đâu tới? Nó ở khắp mọi nơi. Loan khuyến cáo các bạn lập trang khác đi. Mọi người phản đối cứ để xem anh ta làm được gì. Loan công khai trên blog. Tớ xin rút lui. Nhà toàn bà cô, có một ông mãnh tất nhiên được chiều rồi. Cẩn thận đấy, kẻo lại đem cáo cho gà. Hoài thì bênh. Anh ta là nhà thơ đấy. Vừa văn học, lại vừa khoa học lãng mạn kinh điển. Cứ để ngọn gió lang thang, làm khách nhà mình thì đã sao? Hoài đọc thơ. Anh chẳng thể tin ai, chỉ còn tin vào nắng giọt nắng vô tình đậu vào mắt em thơ ngây ngọn gió lang thang lấy địa chỉ từ blog rồi gửi riêng cho hoài kèm theo mấy dòng anh như ngọn gió muốn vào rừng cây thêm mấy dòng nối bút lũ bạn em như tào aman anh cũng xin liều mạng làm quen với em chỉ có mấy vần thơ làm quà thơ anh làm là thơ xịn đấy anh đổ mồ hôi thật đấy anh tin và quý mến em thật đấy hoài mỉm cười cô thấy ấm lòng và tin tưởng những gì anh gửi gắm cô xét thấy anh cũng thơ ngây đấy chứ cũng tâm trạng đấy chứ tâm tình cũng như ngọn gió lang thang chả biết đi đâu về đâu đâu cũng muốn đến mà bước chân bối rối đầy sợ hãi mình là gì trên thế gian này một cái xác đang dần đổ bóng cả cái trần gian này đang tả tơi trong vội vã trong tìm kiếm trong cơn tột cùng vẫn không thể nhận ra mình đang ở đâu trong hiện tại cứ bảo sống cho mình mà cứ như sống cho ai cứ thực thực hư hư dùng cái giả để che đậy cái thật lấy cái đẹp đùm cái xấu bên trong không dám nói thật không dám sống thật thật là thứ xa xỉ nhất trên thế gian này một ngày chủ nhật, Hoài bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa công cốc. Cô dậy và đi ra mở cửa. Một người đàn ông chừng 60 tuổi trông từ tựa, tựa như một công chức đã về hưu. Ông ta giới thiệu. Tôi là Quyền, tổ trưởng dân phố 12A. Thấy Hoài ngẩn mặt ra, ông tổ trưởng giải thích. Chắc cô không biết tổ 12A ở đâu. Xin giới thiệu là tổ 12A nằm song song với đường phố bên này. Dính lưng vào với nhau, nên cô không biết cũng chả sao. Cô gật đầu, ông tổ trưởng mỉm cười. Gớm, gặp được cô còn khó hơn gặp ngài thủ tướng. Bác có chuyện gì ạ? "Triệu, vợ chồng anh Sĩ Thiện ở bên kia, có chung bức tường với nhà cô. Cái bức tường lịch sử để lại ấy mà. Vợ chồng anh ấy vừa qua có làm đơn xin đề nghị, xây dựng lại căn nhà cho nó khang trang xây ba bể đã xong rồi nhưng vì còn vướng đường biên giới chung giữa hai nước a à, hai hộ nên anh chị sĩ thiện nhờ bên chính quyền sang xin phép cô ký nhận vào cái đơn của người ta có tiếng rúc rích phía bên kia tường vọng sang ông bà sĩ thiện thuê chính quyền thì có chứ làm sao nhờ được chính quyền có việc gì thì cứ làm cái đơn đóng phí vào rồi chính quyền giúp cho hoài cố nghe giải thích cô nhìn bên dưới cầu thang còn có một người đàn ông nữa đang nghiêng đầu nghe điện thoại cô bảo với tổ trưởng dân phố trong hồ sơ đất đã ghi rõ hộ nào làm trước thì cứ việc xây nhưng phải để lại bức tường cũ cho hàng xóm mà ấy chết giấy thì ghi như thế nhưng ai lại tin tờ giấy hả cô cái dấu ấy là của nhà nước thật, nhưng mà tin cái người đóng dấu làm sao được. Ông Sĩ Thiện sang bàn thống nhất với cô, sau khi phá bức tường này ra, ông bà ấy sẽ lấy đúng phần đất của mình. Ngoài ra, họ chịu thiệt thòi là bỏ tiền ra xây trả lại bức tường cho cô. Hoài ngẩn người, rồi mặt cô bỗng đỏ phừng phừng cả lên. Tùy các ông, các ông muốn xây cái gì thì xây, không cần phải bàn, tôi không thắc mắc gì cả thì cô cứ cho tôi xin một chữ vào đây, chứ cô nói thế tin làm sao được." Hoài vô cùng bực mình, cô mượn cái bút của ông tổ trưởng, định ký một nhát cho xong. Ông tổ trưởng vẫy tay gọi người đàn ông bên dưới. "Anh sĩ thiện, sĩ thiện nhanh lên, cả đôi cùng ký, có sự chứng kiến ở giữa, nhanh lên." Hoài vừa ký, vừa nghe tiếng giày kim kít chạy lên. Cô ngẩng mặt lên nhìn há hốc miệng đánh rơi cây bút xuống chân không thể tin nổi người đàn ông đang đứng trước mặt cô đang nở nụ cười ngoại giao nắng ban mai chuyện ngắn nắng vỡ của nhà văn lê thanh kỳ sau đây biên tập viên văn nghệ có đôi lời bình luận thưa các bạn vốn là một gói bút sắc sảo nhạy cảm với nhiều góc khuất của đời sống xã hội không ngạc nhiên khi nhà văn lê thanh kỳ viết chuyện ngắn nắng vỡ với nhiều sự dồn nén như vậy đọc nắng vỡ thoạt đầu người ta tưởng là chuyện hàng xóm láng giềng đọc tiếp thì ngỡ là viết về đề tài giáo dục đến đoạn gần kết thì nghĩ là chuyện yêu đương mơ mộng của mấy cô quá lứa lỡ thì xoay quanh cô giáo hoài một người có phần ngây thơ đơn giản người đọc người nghe lại thấy được một thế giới thu nhỏ với đủ hỷ nộ ái ố với đủ kiểu người những nhân vật phụ trong chuyện ngắn này như ông bà giáo vợ chồng anh sĩ thiện thậm chí cả cô thơ cô tuyết vân vân họ xuất hiện giữa những câu chuyện của người này với người kia họ là hiện thân của đời sống thực dụng phải cật lực kiếm tiền phải đặt lợi ích bản thân lên trên hết và biết nói điều hay nhưng chưa chắc đã làm việc tốt cũng chính vì thế sự ít trải nghiệm của cô giáo hoài mới khiến cô lãnh đủ từ chuyện mua nhà đến chuyện bức tường chung và hiển nhiên đến chuyện yêu đương thì thua lại càng thua đâu đó trong cuộc đời có thể vẫn có những câu chuyện cổ tích ở hiền gặp lành hoàng tử cưới lọ lem ngọn gió lang thang phải lòng cô giáo ế nhưng điều đó chắc chắn không xảy ra trong chuyện ngắn này mỗi một đoạn trong nắng vỡ đều giống như mảnh ghép rời rạc của trò xếp hình để sau khi hoàn thiện tất cả vỡ òa trong bất ngờ sửng sốt một cái kết có thể là không có hậu đối với một số người nhưng ở góc nhìn của biên tập viên đấy lại là cái kết có hậu và cần thiết các bạn thân mến có những câu chuyện đọng lại trong lòng người đọc người nghe không bởi kịch tính mà nhờ không khí nhờ những câu văn giàu sức gợi và chiều sâu dưới tầng ngữ nghĩa buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu tới các bạn một sáng tác như thế truyện ngắn con nhan đề ngôi nhà trên núi của nhà văn người ukraine roman ivanichuk mời các bạn cùng thưởng thức qua bản truyền ngữ của dịch giả nguyễn hữu vĩ <laughs> sắc ì ẩm triền biên từ cánh rừng xa xa hòa với tiếng sóng nước ì ào của con suối nhỏ vẫn không thể vọng tới dãy núi cao mà lưng của nó phình ra tựa vào ngôi làng ở đó luôn chứa đựng bầu không khí bí ẩn giống như một tu viện luôn đóng kín cửa không một tia nắng nào có thể chui lọt qua sân nhà pantela bởi vòm lá của những cây táo sum xuê bao phủ xung quanh thậm chí nó vươn lên phủ kín cả mái nhà trong sân bóng tối luôn luôn bao phủ ngôi nhà nó cách biệt hẳn với bên ngoài giống như một kẻ ngoại đạo xung quanh bao bọc bởi vườn cây ăn quả đầy thách thức và huyền bí vườn cây rậm rạp hung dữ nhìn từ bên ngoài trông nó giống như dạ hội của mụ phù thủy nhìn xuyên qua những vòng cây một cái cần búc nước chọc thẳng lên trời. Cái đầu nhọn hoắt của nó ngách xiên về phía chân trời, giống như chiếc giá treo cổ. Phía sau vườn cây ăn quả là nơi an nghỉ của tổ tiên nhà Pantela. Không ai dám ở lại trong nghĩa trang gần tu viện có mái lợp bằng gỗ. Nhưng gia đình này thì hoàn toàn khác biệt. Họ xuất thân từ một dòng dõi khác. Cha chẳng hề giữ con đâu nastia thế giới này rộng lớn lắm Pantela luôn nhắc đi nhắc lại với con gái của mình như thế những gì đáng nói ông đã nói hết cả rồi bởi ông biết nastia gắn bó với ngọn núi này còn hơn cả ông nhưng nếu con bé lại từ chối kết hôn với yuko thì có lẽ là ngôi làng chạy dọc theo triển sông cho đến tận chỗ có mỏm đá chìa ra. Ở dưới đó là nơi những người dân du cư sinh sống. Dòng sông vẫn chảy đơn độc và bình yên. Mỗi buổi sáng, Nastia, con gái của Pantela, men theo bờ sông để đến Poticia, nơi cô đang làm việc cho một văn phòng khai thác tài nguyên rừng của huyện. Cô di chuyển tới đó giống như một người xa lạ dân làng cũng chẳng biết cô là ai và rồi khi cô trở về ngọn núi nơi bao trùm sự tĩnh lặng nên cũng chẳng có ai thèm trèo lên đó cả pantella tự thu xếp cuộc sống của mình mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của dân làng tổ tiên của ông đã từng gắn bó sinh sống mật thiết với người dân nơi đây nhưng ông lại chạy trốn điều đó ngày trước những người trong làng quy phục theo tổ tiên của ông, nhưng giờ với Pantela họ lại không muốn làm thế nữa. Cụ tổ của ông đã từng là một người sống ngoài vòng pháp luật. Ông thường nhìn mọi người theo kiểu ban ơn. Ông nội ông cùng với những người lính thường đi trừng trị những kẻ bất lương. Riêng ông, ông nhìn mọi người với thái độ ngạo mạn. Còn cha ông, cũng đã từng là người nắm quyền những đồng cỏ trên núi cao pantela chỉ là một người đàn ông bình thường nhưng trong ông luôn ẩn chứa một thái độ kiêu ngạo không khuất phục và rồi liệu pantela còn cần gì nữa ở người dân trong làng họ đã thành lập những nông trang tập thể cùng nhau làm việc chia sẻ thu nhập còn ông Ông luôn có của cải riêng của mình. Vậy thì Pantela còn cần cầu xin và khẩn khoản họ để làm gì? Về số tài sản của Pantela, có thể kể ra một vài nguồn thu nhập của ông. Chuyện rằng trên núi có một cây anh đào của một ông giáo già, chẳng ai phát hiện ra quả của nó màu trắng nâu to mập như trái hồ đào nhưng chẳng ai biết mà thu lượm quả anh đào. Chỉ tổ vỗ béo cho những chú chim sẻ. Có một lần vào xuân, Pantela đã tìm đến cây đào này và chặt một cành rồi ghép sang cây đào nhà mình, nhưng không có kết quả. Thế rồi, ông giáo già mất, vợ ông ta chuyển lên thành phố. Bà ta không thể mang theo cây đào, cây cối và cả những mét vùng đất màu mỡ theo mình nữa thành thử những thứ đó đành để lại trên núi và đương nhiên nó thuộc sở hữu nhà Pantela. Mùa thu, những trái anh đào chín rụng rơi xuống, có một số lăn xuống sườn dốc. Pantela đã leo ngay lên đó và nhặt chúng cho về chiếc đẫy và mang ra chợ những người dân trong làng còn gặp ông ở các buổi chợ phiên phố thị vào các ngày thứ sáu hàng tuần để bán đủ thứ lặt vặt từ mật ong đựng trong thùng gỗ đinh sắt dỉ gò lại cái đe đến những thứ đồ vật tạp dụng khác pantela phải làm gì và làm sao khi sống cô độc tổ tiên ông sung túc là do lấy tiền của người giàu ông nội ông giàu có cũng là do thu tiền phạt người nghèo người ta mang đến cho bố ông mọi thứ còn pantella ông phải tự kiếm sống bằng việc bán lặt vặt từ những trái táo dụng cho đến những cái đinh sắt gì năm tháng qua đi như bóng câu qua cửa sổ dòng sông vẫn chảy từ trên núi xuống rồi chảy qua địa phận Policia. tuổi trẻ của natia cô con gái của pantella cũng dần qua đi. Những người mai mối cũng không còn muốn đặt chân lên con đường dẫn lên trên núi nữa, bởi họ không thích đến nhà Pantela. Tuy vậy, chỉ có một người duy nhất là đã đến nơi này, đó là chàng Yurko. Anh đến bởi vì hai anh chị đã quá yêu nhau. Nhưng Yurko thì lại áp đặt điều kiện anh không muốn đến sống ở một nơi đầy chết chóc, còn natcha thì thay xưa nói rằng trong nhà em chẳng có ai muốn sống ở nơi khác cả. em này em còn trẻ em có thể xuống núi cùng anh, còn bố em cứ để cụ sống một mình trên núi. không riêng em thì không thể em sẽ không bao giờ rời bỏ nơi này tự do thuộc về con. Ra cha, con hãy cứ đi đi. Cha không bao giờ ngăn cản con đâu. Người cha già luôn miệng dục con gái. Vậy điều gì đã giữ cô ở lại? Mùa đông đang đến, gió rít lên từng hồi trên đỉnh núi, cuốn đi những cây ăn quả và rít dài trên mái nhà. Mùa hè sang, những tia nắng cũng không thể lọt qua ô cửa sổ do lớp thảm xanh biếc dày đặc của những vòng cây. Con bò bình thản nhai cỏ trong chuồng năm này qua năm khác. Những con cừu cũng vẫn kêu lên như mọi khi. Cây bằng hà trong vườn nhấp nhô dưới những ô cửa sổ, leo lên những tảng đá phủ lên một màu xanh căng tràn nhựa sống. Những điều đó phải chăng đã níu giữ cô lại? hay là nỗi sợ phải sống bên cạnh những người hàng xóm. Họ chia sẻ tất cả mọi thứ, từ việc đồng áng đến những câu chuyện hàng ngày. Nhưng cô đã không muốn sống một cuộc sống tương đồng như họ. Vậy thì chỉ có Chúa mới biết tại sao. Yurko vẫn thuyết phục người yêu. Natia, em hãy để lại tất cả, lấy anh đi và hãy sống cho mình. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau trong một bầu trời mà ở đó những đứa con của chúng ta được tự do bay nhảy như sức sống mãnh liệt của mầm hạt cây thông. Chả nhẽ những điều đó không làm em dứt bỏ được sao? Còn Natcha thì nói với cha mình. Cha, con không hiểu vì sao mọi người lại không muốn đến nơi này. Pantela ngắm nhìn cô con gái yêu. Nó cũng đẹp đó chứ, nhưng nhan sắc của nó đang có dấu hiệu tàn phai. Thằng Yurko đã ngủ với con bé trên tầng áp mái của chuồng bò, nhưng giờ thì Yurko lại đang sống với một người phụ nữ khác ở dưới thung lũng rồi. Lý do cũng tại anh chàng không muốn lên núi. Hãy đi đi, con gái tội nghiệp của cha hãy xuống thung lũng thật nhanh để không trở thành một bà cô già nua cha không thể làm được gì nữa nếu như thời gian còn lại chúng ta vẫn sống ở đây và cuộc sống đơn điệu đều đều như cuộc sống của một thầy tu natia không thể rời bỏ ngọn núi mà tổ tiên của cô ngàn đời đã sống và cô cũng không thể ra đi để đến sống ở một nơi mà cô hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Đã có một thời, bọn trai trong vùng thường bình phẩm về cô. Nhưng bây giờ, ở Potichia cũng chẳng có ai thèm tán tỉnh cô nữa. Natia nói với ông Pantela, Cha, con không thể nào đi khỏi đây được đâu. Người cha chỉ biết thở dài thôi thì tùy con có một lần khi đi dọc triền sông từ Poticha trở về Natcha đã ngắm rất lâu ngọn núi nhà mình cái bóng đen sắc nhọn của cần múc nước nghiêng nghiêng như cái giá treo cổ phía dưới là những bóng đen của các cành cây rủ xuống những thứ ấy làm cô xúc động mạnh một ý nghĩ chợt lóe lên làm cô thấy vui vui cô sẽ đập phá tất cả những gì đang tồn tại ở đây để xây một ngôi nhà mới một tầng với nhiều cửa sổ to rộng mái nhà được lập tôn kẽm lấp lánh dưới ánh mặt trời từ đó có thể quan sát toàn cảnh dưới thung lũng và rồi như thế những ông mai bà mối sẽ lại tìm đến và chắc chắn họ sẽ đến Pantela không hề phản đối ý tưởng của con gái. Ông có khá nhiều tiền. Mỗi mùa xuân đến, ông đi bán những trái táo ở Cortlaz. Thêm vào, ông còn có một khoản thu nhập khác từ những phiên chợ. Ông sẽ đưa tất cả cho con gái. Dù vậy, dường như vẫn còn một vấn đề làm ông chăn trở. Hơn một lần, lòng mong muốn được thống trị tất cả mọi người làm ông ám ảnh duy chỉ có nỗi cô độc là không thỏa mãn với bản tính kiêu căng cố hữu của ông nhưng làm cách nào để đạt được điều đó người ta sẽ không cam kết thực hiện theo kiểu trưởng nhóm chăn cừu bố ông cũng đã nổi tiếng vì làm điều xấu xa sự giàu sang không phải lúc nào cũng hợp thời nên sau này ông cũng không thể mua nổi một đồng cỏ trên núi cao. Vậy nên, cầu chúa che chở cho con gái ông có suy nghĩ đúng. À, một căn nhà một tầng gồm nhiều phòng, tất nhiên mỗi người sẽ có phòng ngủ riêng. Nhưng hãy nghĩ xem, ai sẽ là người sở hữu điều đó? Phòng dành cho con rể, những đứa cháu chát, và tất cả chúng sẽ ở đây. Tổ tiên đã hủy diệt dòng dõi này mất rồi. Những cây táo hàng trăm năm tuổi đến mùa quả chín rụng, cây bạc hà xanh sẽ bị đè nát. Người ta sẽ đuổi bắt những con cừu và những con bò. Pantela và Natcha sẽ sống trong chuồng thú và trong ngôi nhà cũ nát bằng gỗ đầy bụi bặm với những vết mối mọt đục khoét tất cả điều đó sẽ sụp đổ chỉ còn lại là một đống hoang tàn người dân trong làng bây giờ với những ánh mắt tò mò để ý rồi kèm theo những cái nhún vai xây nhà để làm gì điều đó có ích gì nhỉ natia một cô gái già đua tội nghiệp đang tự kiếm cho mình một ông chồng và cũng đang xây cho anh ta một cái lồng trắng. rồi những người thợ mộc đang xẻ gỗ, tiếng cưa rít lên từng hồi nghiến đứt những cây gỗ thông rắn chắc. móng nhà bằng xi băng đã được đổ xong, người ta trồng lên đó những cây cột bằng gỗ sồi. Natia đã thôi việc ở văn phòng khai thác tài nguyên rừng của huyện cô thu nhặt nguyên vật liệu, vất vả đến nỗi người cô gầy rộc đi, già hẳn, với dáng vẻ đầy lo âu, khô đét lại như cây dương rụng lá phai màu. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, dòng sông vẫn chảy qua Potichia, tuổi trẻ của Natia cũng dần ra đi. Nhưng một ngôi nhà lộng lẫy được dựng lên ở trên núi và Pantela già đua nhìn con gái tội nghiệp của mình người phẳng lì như cái bàn giặt ngực lõm sâu chân nổi đầy gân nếp nhăn chẳng chỉ trên khuôn mặt như mạng nhện ôi trong số những người đàn ông tốt bụng liệu cô còn có thể tìm được cho mình một đức lang quân liệu cô còn có khả năng sinh nở rồi tầng trệt cũng được xây xong tiếp đó đến tầng thứ nhất tầng mái với ban công được trang trí những cửa sổ to rộng lấp lánh nhìn ra khoảng đất của làng nào xin mời những ông mai bà mối hãy đến nơi đây hãy động viên những người trẻ tuổi tìm đến để kết hôn nên vợ nên chồng thế nhưng họ cũng chẳng muốn đến và cũng đã từ lâu, mọi người không muốn đến nhà Pantela. Một thợ lò sưởi đã luống tuổi từ Kosip được mời đến để lắp những cái lò sưởi bằng sành trong ngôi nhà mới của Nastia. Dù quá vợ, nhưng nhìn ông ta vẫn còn nhanh nhẹn. Ông vừa thao tác lắp đặt vừa đọc những câu thành ngữ rồi nghêu ngao hát. Nastia chuyển cho ông ta những viên gạch hình vuông cô cũng chuẩn bị cơm nước để mời ông ta và thúc giục người thợ sớm hoàn thành công việc thái độ đó thấy ít khi cô ứng xử với những người khác chồng cô đáng yêu và người thợ ngắm nhìn với ánh mắt lạ lùng nhất là khi cô cúi xuống chuyển đận tay cho ông ta một viên gạch này hình như cô có việc gì rất bận tôi có chuyện này muốn nói ông ngập ngừng Natcha thậm chí không bực mình vì câu nói lấp lửng này. Má cô ửng hồng. Những nếp nhăn cũng biến mất bởi đôi gò má ửng hồng. Tuổi thanh xuân bấy lâu nguội lạnh bỗng bừng lên trong đôi mắt xanh. Rồi cuối cùng mọi việc cũng xong. Người thợ rửa tay và nhìn Natcha một cách trực diện. Lạy Chúa nhân từ, với vóc dáng này, cầu mong người phụ nữ đây sẽ sống chung thủy và cho ra đời những đứa trẻ tuyệt vời. Vừa nghĩ, ông ta vừa gạt sắp tiền mà Natcha trả đặt lên mép bàn. Thôi, khoản thu nhập này là của chúng ta, thưa bà chủ. Anh sẽ cưới em làm vợ. Natcha đỏ bừng, bối rối. Mặt cô dần ửng hồng, dưới lớp áo sơ mi nhuốm bẩn là tiếng đập thồn thức của con tim trong lồng ngực của cô gái. Cô thầm kêu lên sung sướng vì niềm hạnh phúc bất ngờ không mong đợi. Này, Petro, hãy nói cho em biết đi, anh không đùa đó chứ? Tại sao anh phải lừa dối nhỉ? Hãy sắp xếp đồ đạc, hãy nói lời tạm biệt với bố em và chúng mình sẽ ra đi nhưng đi đâu cô gào lên những đường gân xanh lan nhanh trên khuôn mặt lên mắt và lên đến tận trán đi đâu ấy nhỉ đương nhiên là đến nhà anh con trai anh đã lớn nó đã kết hôn và ở riêng anh có một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và chúng ta có thể sẽ đu đưa chiếc nôi của con mình ở đó vậy thì tất cả những cái này em sẽ dành cho ai ồ em biết đấy cha em có thể sống ở đây chúng ta sẽ đến thăm ông thường xuyên còn những căn phòng và những hành lang với chúng ta chúng quá thừa thãi rồi chúng ta sẽ làm gì trong đó theo anh tất cả những thứ này đều thừa thãi thật điên rồ khi hàng ngày phải đi hết từng ấy căn phòng. Thế còn thời gian đâu để mà làm việc. Ở chỗ anh, bầu không khí ấm áp hơn, chúng ta sẽ sống ở đó với tất cả mọi người. Người thợ ý chừng chưa muốn kết thúc, ông ta vẫn còn muốn nói thêm điều gì nữa. Nhưng Natcha kêu lên như một người điên. Cô giật phăng chiếc khăn quàng trên cổ, luồn những ngón tay vào trong tóc với cơn tức giận cuồng nộ cô giật tóc của mình liên hồi sau đó cô ném sắp tiền vào mặt ông ta và đuổi ra khỏi nhà pantella chạy theo tiếng hét của con gái ông đã tận mắt chứng kiến con gái mình với ánh mắt hốt hoảng cô ta tự đánh mình rồi vừa cười vừa khóc ông đã cố gắng hết sức để đến gần con gái nhưng đôi chân của ông không nghe theo điều khiển của bộ não. Ông hiểu có một điều gì đó không thể cưỡng lại được đang xảy ra. Cổ ông nghẹn tắc, tim ông ngừng đập mãi mãi. Natia một mình chôn cất cha mình trên núi, không có linh mục cũng không có nhân danh đấng tối cao. Từ nay về sau, cũng chẳng còn có ai xuống thung lũng nữa và đương nhiên cũng không một ai lên nơi này. Một thời gian sau, cứ đêm đêm khoảng thời gian từ tối đến lúc bình minh, dân làng đều nhận thấy trong phòng của Natcha đèn luôn thắp sáng. Nếu ai đó có dịp ghé lên núi thì đều nghe thấy giai điệu bài hát về ngày lễ vu quy. Một đêm, ngôi nhà đơn độc trên núi bỗng bất ngờ bị lửa thiêu cháy. Đó cũng là lần đầu tiên mọi người chạy đến nơi này để cứu chữa. Nhưng lại không thể lấy nước giếng để dập lửa vì không có cần bốc nước. Họ lại quay trở về như những kẻ ngốc nghếch. Nhưng Nastya thì đã biến mất năm tháng trôi đi như bóng câu qua cửa sổ dòng sông vẫn chảy từ trên núi xuống rồi chảy qua địa hạt potichia phía trên đỉnh núi cao chỗ ngôi nhà bị cháy trụi giờ mọc lên một vườn cây ăn quả xanh tốt và tiếng đồn thổi vẫn xì xào trong làng chẳng ai biết nó mang đến từ đâu rằng người ta đã nhìn thấy Natcha ở ngoại ô thành phố copsip một Natcha xinh đẹp giàu có và đang bế trên tay một đứa bé đọc phát thanh viên nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn có nhan đề Ngôi nhà trên núi của nhà văn người Ukraine Roman Ivanichuk, bản chuyển ngữ của dịch giả Nguyễn Hữu Vĩ. Nhà văn Roman Ivanichuk sinh năm 1929, người Ukraine, học ngành ngôn ngữ, từng làm công việc dạy học và biên tập tạp chí. Ông ra mắt cuốn sách đầu tay năm gần 30 tuổi, đã xuất bản 15 tiểu thuyết lịch sử và một số tuyển tập truyện ngắn. Một số cuốn sách của ông đã được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Nga. Roman Ivanichuk từng đoạt giải thưởng mang tên văn hào dân tộc Ukraine, Shevchenko. Ông cũng được treo danh hiệu anh hùng Ukraine, là đại biểu viết tối cao của Liên Xô Cũ nhiều khóa. Về chuyện ngắn Ngôi nhà trên núi của nhà văn Roman Ivanichuk, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận. Ngôi nhà trên núi của nhà văn Roman Ivanichuk đúng như nhan đề, gây cho người đọc người nghe một cảm giác miên man, dịu vợi. Số phận người cha và người con gái như những thước phim buồn. Khung cảnh hoang vu, xa vắng của núi rừng, của quy luật cuộc sống sinh tồn, tự nhiên và khắc nghiệt. Tất cả khảm vào mỗi chúng ta những cảm xúc thường tình mà vẫn rất ngưng động. Dịch giả Nguyễn Hữu Vĩ đã truyền tải cơ bản chất văn đặc trưng của một nhà văn Xô Viết luôn đắm mình trong thiên nhiên Nga hùng vĩ khuất sau những câu văn lý trí đầy tỉnh táo là cả một sự ngậm ngùi xót xa cho thân phận con người. Nhà văn không tham vọng biến câu chuyện của mình trở nên kịch tính, dữ dội. Ông chọn lọc vài chi tiết, phát triển và khiến chúng trở nên ám ảnh. Diễn biến chuyện ngắn là đơn tuyến, nhưng cảm xúc và thân phận con người lại không ngừng biến động. Tình yêu, sự gắn bó giữa đất với người, ở đây lại đẩy chính con người vào cay đắng, bi kịch. Nhưng bi kịch không kết thúc tất cả Mà như sự sống mới trên đống đổ nát Như núi non sau tiết lụi tàn Lại hồi sinh Cái kết của ngôi nhà trên núi Như nhiều chuyện ngắn của nhà văn Roman Ivanichuk Thực sự khiến chúng ta bất ngờ và ấm lòng Anh đã tưởng bẻ gãy được cái thẳm sâu xa vời Bằng nỗi sầu trần trụi vắng tanh anh đã nằm nhoài trong cái nhà tù cửa kín bưng như một người chết biết điều đành nhắm mắt một kẻ chết trên đầu chỉ đội hư vô anh đã trải mình trên những đợt sóng xô vô nghĩa của chất độc hút vào người vì thích vị cho tàn anh cho rằng nỗi cô đơn còn thắm hơn máu đỏ anh đã muốn tách lìa sự sống anh đã muốn chung nỗi lạnh tàn cùng cái chết muốn trả trái tim cho hư lãng và trả hư lãng cho cuộc đời muốn xóa hết không có cửa gương chẳng còn xương bám trước không sau chẳng cả thầy là không anh đã loại trừ đôi tay chắp vái anh đã loại trừ cả xương cốt giá như đông của lòng muốn sống trở thành không em đã đến bếp lửa tàn lại đỏ bóng tối lui sau mọc giữa lạnh lùng và đất phong bằng thịt em trong và anh tự thấy mình nhanh nhẹn em đã đến sự cô đơn đã bại anh có người dẫn dắt ở trên đời anh biết phương hướng anh lớn vô hồi anh đi tới anh được đất trời năm tháng Anh bước tới em Anh bước mãi mãi về ánh sáng Đời có thịt xương Hy vọng đã căng buồm Giấc ngủ tràn trề Những mộng và đêm Hẹn với dạng đông Những cái nhìn tin cậy Những cánh tay em Khoát mở xa mù Miệng em ướt Những giọt xương thứ nhất Niềm yên nghỉ sáng tươi Thay chỗ cho nhọc mệt Và anh thờ tình yêu Như thủa thanh xuân Quý vị và các bạn thân mến Đại thắng mùa xuân năm 1975 Ghi dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước chúng ta vừa bắt tay xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, vừa phải chiến đấu bảo vệ biên giới trước các thế lực thù địch. Vượt qua muôn vàn khó khăn, quân và dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên cường bảo vệ đất nước. Những tấm gương hy sinh, chiến đấu anh dũng của đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần tạo nên thành công cuộc chiến vệ quốc hào hùng của dân tộc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn pơ thi của tác giả phạm đức long qua giọng đọc phát thanh viên sơn tùng đã lâu lắm rồi tôi mới có thông tin về làng lơ bơ tất cả đến từ câu chuyện về anh hùng a tin huyền thoại người mà tôi từng gặp mặt vào thời khắc khốn khó cơ cực nhất tên người anh hùng ấy tưởng chừng đã bị người đời quên lãng nay bỗng nở rộ trên khắp các mặt báo nhờ những cái tiết giật gân kiểu ngồi mộ người anh hùng lừng lẫy thời chiến tranh ở đâu mộ người anh hùng lực lượng vũ trang bị thất lạc đường đã tốt xe đã dễ cớ đã có tôi quyết định trở lại nơi ấy tất cả hồi ức núi rừng lãng mạn xa xôi cứ thế ùa về đúng cao điểm mùa mưa năm cuối cùng của thời bao cấp tôi được tăng cường về cơ sở tại làng lơ bơ giáp biên đó là thời làng vùng xa ở tây nguyên vẫn âm u rừng giao thông chỉ toàn đường đất mà phần nhiều là lối mòn len lỏi dưới tán cây quanh co ven lùm bụi vùng biên còn khó hơn Đi lại chủ yếu quốc bộ vượt rừng Duy nhất chỉ các đồn biên phòng có thể lưu thông bằng xe u át trong mùa khô Mùa mưa hầu hết các phương tiện vận chuyển đều khó vào được Sáu tháng mùa mưa vùng biên luôn ở vào thế cô lập Dân tự cấp tự túc gần như mọi thứ cần thiết của đời sống Bộ đội biên phòng thì dự trữ và tự tăng gia sản xuất đủ cho cả đồn trong chừng ấy tháng Mùa mưa năm ấy làng Lơ Bơ xảy ra vụ bắt người và án mạng làm rúng động cả vùng. Đó là vụ việc bọn Furo từ vùng biên giới Campuchia lợi dụng lúc các làng giáp biên giao thông bị ngăn trở cách biệt với tuyến nội địa, tràn về quấy phá. Bất ngờ, một số chị phụ nữ đi đổi hàng vùng sâu bị chúng chặn bắt trên lối mòn vào làng, dùng súng AR-15 giáp giải vào rừng. Một chặp sau, bọn chúng gặp các chiến sĩ biên phòng đi chữa bệnh trên đường trở về đồn, lập tức xảy ra giao tranh lợi dụng tình thế lộn xộn những người đàn bà đã chạy thoát về xã báo cho du kích đến trợ chiến khi du kích huy động súng đạn truy kích tất cả bọn phu đô đã nhanh chân tẩu thoát vào rừng sâu kết cục hai bộ đội biên phòng hy sinh đoàn tăng cường cho tôi làm trưởng đoàn tư trang các cơ quan huyện mua sắm cho cứ như bộ đội hành quân Nào võng màn ba lô quần áo giày dép gạo mắm thuốc tây son nổi bát đũa, ly chén, cả đôi thùng gánh nước bằng tôn to tướng. Xe u át đưa đoàn chúng tôi xuống trung tâm huyện. Từ huyện phải nhờ xe máy cày, bánh lớn, trở vào đến dốc làng me thì dừng. Vì chân trượt lầy lội, xe không thể bò thêm được nữa. Từ đây cả đoàn đành phải mang vác, đi bộ, túc tắc trên những lối mòn đổi dốc. Qua vùng đất đỏ lượn sóng, tiếp đến vùng đất trắng toàn rừng khộp. Dự khộp mùa mưa buồn và đẹp đê mê cả một vùng đất bằng tít tắp chạy mãi về hướng biên giới cây dầu cao vút thẳng tắp quang quẻ như rừng trồng dưới mặt đất là cỏ xanh gì mướt mát xen lẫn những bụi le tua tủa măng thỉnh thoảng nơi chân đất thấp nước trũng lại như những cái hồ nhỏ đầy nhóc tua cá quanh gốc cây đại thụ ẩm ướt phủ dày lá mục cảnh khô qua trận mưa đêm, nhù nhú những đám nấm lòng tong, nõn tròn như đầu ngón tay ngón chân phủ một màu xám đen tươi giói. Trên thân cây dầu, nở rộ những giò phong lan đủ màu, thoang thoảng hương thơm. Chim rừng réo rắt gọi nhau dâm san. Quang đường đi bộ vào làng ước chừng gần 50 cây số cứ túc tắc xuyên rừng. Chúng tôi như trải nghiệm một cuộc picnic giữa thiên nhiên hoang dã đầy thú vị. Đường vào làng Lơ Bơ có con suối đục ngày mưa nước lớn cuồn cuộn đổ xuôi về bên kia rừng biên trong mùa mưa không có chiếc cầu nào bắc qua được người dân các làng muốn đi lại phải chặt những cây cổ thụ cao vút hai bên bờ cho chúng ngã đổ gác ngang suối mà làm cầu đi bộ vắt vẻo trên dòng nước lũ những hàng hóa thông thường nhỏ nhẹ đều được gùi cắm. thứ cồng cành nặng nề thì chở bằng voi xiên rừng vượt suối thời điểm ấy phòng thương nghiệp huyện điều cho làng một con voi to lớn bình thường nó được thả đi ăn trong rừng hoang khi cần vận tải người ta đưa voi về chất thổ đủ thứ ở làng lơ bơ tôi gặp và nhớ mãi một người dân làng giới thiệu là anh hùng lực lượng vũ trang a tin trước mắt tôi lúc ấy người anh hùng lừng lẫy một thời gầy gò đen đúa sống trong ngôi nhà sàn trống trải phong phanh tại ngôi làng hẻo lánh buồn tẻ đúng như triết lý của những người theo thuyết lão tử xưa, công thành, thân thoái. Người Tây Nguyên xưa lạ thế, nhiều người đi kháng chiến, đánh giặc rất oanh liệt, công trạng đầy mình, nhưng họ coi những việc làm ấy như bổn phận. Hết giặc thì lại trở về làng, sống với thường dân, giữa nhân gian rừng rú. Anh hùng A-Tin, chồng chậm chạp, có vẻ yếu, vì một chân ông sưng vù mưng mủ hôi thối ở xứ rừng biên lúc bấy giờ ngoài những bài thuốc lá cây chẳng thể kiếm đâu ra được tân dược mà chữa bệnh đoàn chúng tôi đã có sự chuẩn bị tương đối nhiều thứ thuốc tôi là bác sĩ thú y nhìn vị anh hùng sưng chân rất ái ngại mà bất lực liền gọi anh tám cán bộ y tế đến kê toa cấp thuốc kháng sinh rửa vết thương lở loét cho ông chỉ sơ sơ vậy mà mấy hôm đã thấy anh hùng Atin khỏe mạnh như thường. Thời chiến tranh chống Mỹ, lơ bơ là là kháng chiến, bộ đội khán bộ từ bên kia biên giới kéo về, đi vào làng vận động nhân dân tổ chức bố phòng chiến đấu, chống cản quét, chống dồn dân, lập ấp chiến lược. Có thể kỷ ác liệt, người dân sống hẳn trong rừng, hệ bộ đội du kích đi đến đâu, làng di cư đến đó, để có đủ lương thực cho cuộc chiến, A tin vận động dân làng phát dễ chung gọi là dẫy cách mạng, lập kho thóc kháng chiến trong rừng sâu. Ngày ngày, chị em phụ nữ thay nhau gồi lúa về làng giã gạo cho du kích. Khi địch lập đồn trong vùng, đưa xe tăng và máy bay trực thăng quần đảo thị uy khắp núi rừng, dân làng được bộ đội hướng dẫn trang bị vũ khí. Họ đã đánh phương tiện cơ giới của giặc một cách táo bạo gan lì đến ngạc nhiên. A tin như con sóc rừng, lội hết vùng này đến vùng khác, quan sát địa hình, nắm tình hình ông chủ động bày binh bố trận hướng dẫn thanh niên làng tác chiến xuất quỷ nhập thần theo thế rừng thế núi đường vào làng được chôn dày những cọc rào bằng thân cây gỗ bao bọc rích rác nhiều lớp những lối mòn hiểm yếu được gài mìn chống tăng ở đó đặt cây gậy để người làng biết mà tránh xa gậy ở đây là que ngang gài ở nơi đánh bẫy thỏ báo cho người khác biết để tránh đồng thời xác nhận đó là cái bẫy của mình, con thú do mình đánh bẫy. Trận đầu để cho chắc ăn, A Tin vác súng leo lên một gốc cây rập. Chờ trời tối, xe tăng đi qua sát bên, ông liền bắn hạ chiếc cuối cùng rồi chạy thốc vào rừng đêm. Cả đoàn xe rối loạn, dính cả vào bãi mìn, hư mất thêm hai chiếc. Lại một đợt nhân lúc xe tăng chạy qua vùng có hàng rào gỗ, tốc độ rất chậm. A Tin liền leo lên ném lựu đạn, làm cháy nổ một chiếc khi nhảy xuống đất thì tuột mất khố, bị mấy chiếc còn lại quay xe đuổi. A Tin phải chạy tới ba bốn cây số mới thoát, phải trốn cho đến lúc trời tối mới tòng ngồng về nhà. Chỉ qua mấy trận, A Tin đã bắn cháy được bốn xe tăng, bắn rơi hai máy bay cánh quạt, ba máy bay trực thăng, được đi dự hội nghị thi đua bộ tư lệnh B3. Từ đó, dân làng có thêm niềm tin vào ông coi ông là chỗ dựa tinh thần ẩn tàng quần thảo thách thức với lực lượng cơ giới của địch, làng kháng chiến lơ bơ trở thành cứ điểm vững chắc, địch bao nhiêu lần muốn nhổ đi mà không được. Ngày hòa bình lập lại, khi tổ chức bố trí công tác ở huyện, A tin vừa làm được một thời gian ngắn là nhớ làng nôn nao, con người của núi rừng làng buôn cứ dâm gian bứt rứt trong ông. Sau A tin nằng nặc về xã để gần làng gần rừng gần dãy. Đến lúc nghỉ hẳn, A Tin hoàn toàn thành người của làng, của rừng. Hàng tháng được đồng tiền lương hưu nào, ông xòe ra chia hết cho bọn cháu chắt, chẳng bọc trong người làm gì. Cái thú vui nhất của ông là ngày ngày ngậm tẩu với chiếc gùi trên lưng, lẽo áo đẽo áo, cùng con chó lội suối vào dãy. Lúc xong, việc gieo tỉa thì lên rừng cài cái bẫy thú, ký cách bới củ mài, bẻ mầm măng. Ai có việc gì muốn gặp ông, thì dễ nhất là ở rừng và ở dãy. Về với làng, ông thoát khỏi nai nịt, lại cởi chân đóng khố, chân đất thật là sung sướng. Về làng lơ bơ, chúng tôi ăn ở ngay trong nhà dân, ở giữa ngôi làng tinh nguyên chất rừng rú. Làng khép kín co cụm gần 40 nóc nhà bên một góc rừng cổ thụ nguyên sinh, như một thế giới biệt lập. Những ngôi nhà sàn nối dài trên thế đất bằng phẳng, nhà này san sát nhà kia, chủ yếu theo cùng một hướng. Còn thì to, nhỏ, ngắn, dài, đều ken vào nhau súng xít, rất ngẫu hứng, không theo một trật tự nào. Mỗi căn nhà sàn có thể kéo dài đến chục gian, mái lợp tranh tăng, vách thưng tre đan, sàn gỗ lát tre đập dập. Mỗi gian là một gia đình nhỏ, có bếp riêng. Ban đêm toàn bộ gia đình nhỏ lăn ra ngủ ngay trên sàn nhà, quay lưng vào cái bếp ở giữa. Sát bếp, dựng những bầu nước suối để uống, nấu cơm và đề phòng hỏa hoạn chứ tôi được ngủ ở phòng khách ngay đầu hồi nhà bước vào những chiếc võng và buộc vào kèo vào cột răng ra khắp gian nhà bên dưới sàn nhà đủ loại trâu bò heo chó chúng lịch kịch suốt đêm ban ngày đoàn công tác phân công anh em đi nắm tình hình buôn làng từ an ninh sản xuất đời sống đến dân cư hộ tịch hộ khẩu có nhóm đi theo dân làng vào rừng vào dãy cùng sản xuất giúp dân tiếp cận những cái mới trong canh tác một cách phù hợp cũng có lúc cùng các gia đình đi rừng hái mang hai nấm cải thiện cuộc sống tất cả mọi nhu cầu đời sống của người làng đều ở hết trong rừng làng chỉ là nơi cư trú quần cư và trống trơ dãy nương phát tỉa trong rừng trong suối đến mùa tuốt lúa bẻ bắp thì thu hoạch để luôn lại kho ở ngay trong rừng vườn rau hoa trái trồng ven suối mỗi bữa đi rừng cần thứ gì thì hái gùi về thi thoảng vào buổi tối đoàn công tác tổ chức họp mặt toàn thể dân làng từ người già lọm khọm đến đứa trẻ còn bú điệu trước ngực đều chăm chú tề tựu mọi người hồ hởi ngậm tẩu nghe cán bộ nói cả tiếng đồng hồ đó như là dịp để quần tụ chen chúc trong làng có việc gì hệ trọng đoàn tham gia cùng với người dân người làng người làng săn được con thú lớn hay có việc ăn trâu ăn bò, đoàn công tác đều được chia phần. Qua mùa tuốt lúa là đến mùa ninh nâng, đó là mùa lễ hội của làng, mùa quên, tháng quên, bầu trời khô giáo trong xanh, mặt đất bắt đầu trở sang một màu nâu đỏ. Cái tai đã thấy nhớ tiếng cổng tiếng chiêng trầm bổng ra giết, cái mắt thấy nhớ ánh lửa rừng rực hoang mơ, cái môi nhớ hương rượu cần nồng nàn mê đắm bàn tay bàn chân nhớ nhịp xoang sao xuyến. Đúng hôm trăng tròn, họ lớn nhất trong làng họ bàn chuẩn bị lễ hội bơ thi. Ngôi mộ của dòng họ ấy đã đầy rồi. Một năm qua lại không có người nào chôn mới vào trong cái quan tài ở ngôi mộ ấy nữa. Theo phong tục thì, người đầu tiên chết, dân làng sẽ vào rừng hạ một cây gỗ lớn bằng hai người ôm, chặt lấy một khúc thẳng đẹp làm quan tài cục gỗ ấy được lăn về bãi đất ở nghĩa địa ở đó họ đục rỗng cây gỗ theo hình lòng máng thành một cái quan tài nguyên khối lại đẽo một tấm nắp để đậy vừa kín miệng quan tài trên nắp có khoét các lỗ ăn lỗ thở cho hồn ma huyệt mộ chỉ đào đến hơn nửa thân gỗ áo quan người chết được bọc bằng lá buông khiêng bằng đòn dài hoặc cho vào cũi gỗ khiêng tay đưa ra nghĩa địa bỏ vào quan tài đậy nắp lấp đất sơ sài thành một ngôi mộ thấp. Bên trên mộ là một mái tranh tạm, che mưa che nắng. Hàng ngày tầm chiều vàng mặt trời, những người đàn bà thân thích đều đặn mang gùi cơm rượu đi nuôi hồn. Họ quét dọn ngôi mộ sạch sẽ, đổ cơm rượu vào lỗ ăn cho hồn ma. Xong thì ngồi khóc, kể với hồn. Họ khóc thảm thiết, nhưng không có nước mắt. Kể lại bất kỳ chuyện gì xảy ra hàng ngày, và mỗi ngày một câu chuyện. Những uất những khúc mắc, những buồn tủi gặp phải trong những ngày không nói được cùng ai. Cuối chiều, họ ra nhà ma kể lại cho hồn ma hết. Như thế họ thấy được nhẹ nhàng và như được chia sẻ. Khi có người trong họ chết, ngôi mộ lại được mở nắp, bỏ tiếp thi hài vào. Mà cũ cũng vui, ma mới cũng vui. Việc chôn chung cứ thế tiếp mãi cho đến khi quan tài đầy chật lúc ấy có đủ heo bò, đủ rượu và làm pơ thi bỏ mã. Sau lễ bỏ mã, người và hồn ma mãi mãi xa nhau, không còn vương vấn. Người ta không phải nuôi hồn nữa. Cứ thế, hồn ma sẽ được giải phóng mà vĩnh viễn về cõi mang lung, một thế giới hoàn toàn lộn ngược với trần giới. Linh hồn sẽ gặp ông bà tổ tiên, gọi là A Tâu, ở đó. Còn ngôi nhà mồ sẽ tàn tạ trôi vào quên lãng, những bức tượng mồ chịu nặng tâm tư sẽ trải xương gió nắng mưa để mà mục ruỗng mà về với đất với cỏ cây hoang dại để chuẩn bị cho lễ hội pơ thi người già cắt cử đám thanh niên vào rừng gỗ tìm gỗ tìm tre làm lại ngôi nhà mả mới lấy gỗ đẹp đẽo tạc những bức tượng mồ đàn bà con gái mang gùi vào rừng bẻ mang hái lá dầu đồng làm gói đựng thức ăn bởi từ xa xưa người tây nguyên có thói quen dùng lá dầu đồng một thứ lá to như hai bàn tay ở trong rừng khộp đựng dùng tay bốc thức ăn tốp xuống bến gùi bầu nước về chế rượu cần đàn ông lực lưỡng chuẩn bị giết trâu bò giết heo pơ thi là lễ hội lớn nhất vui nhất trong làng là nghi lễ quan trọng nhất trong vòng đời con người xứ rừng núi lễ của một dòng họ nhưng là hội của cả làng của nhiều làng thân cận thân thiết. Lễ hội ấy ăn uống vui chơi suốt hai ngày một đêm. Vui nhất là đêm hội. Trên trời trăng sáng vàng vạc, rừng phủ những lớp vàng mơ sóng sánh. Mặt đất nhập nhòa ánh lửa, hừng hực tỏa ra từ đống củi lớn trên bãi hoang. Từng dãy rượu cần được cột ngay ngắn dọc theo thân cây lồ ô dài thẳng. Những cái cần trúc vút cong, mềm mại, tua ra trên miệng ghè mời gọi người trẻ người già trai gái thay nhau trụm vào lặng lẽ hút những ngụm rượu thơm ngọt hương vị của núi rừng quanh đống lửa lớn là vòng xoang nối nhau xoay tròn trên mặt đất cổng chiêng trống vỗ ngân nga nhịp núi rừng thăm thẳm ngàn năm đưa người ta đi trong cuồng mê cùng hồn ma mơ ảo đó là đêm nhảy múa cuối cùng với ma là đêm ăn uống cuối cùng với ma là đêm say vĩnh biển pơ thi bùi ngùi luyến cảm hôm sau người làng sẽ thả một con gà giò ở trên ngôi mộ cho nó tự do đi vào rừng nó sẽ mang hồn ma trở về nơi hoang dã người anh hùng a tin cũng nằm xuống ở vùng đất ông cả đời gắn bó với các phong tục cả đời ông tuân theo sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vào ngày kỷ niệm nọ đoàn đại biểu của xã không đột nhiên muốn vào làng lơ bơ thắp nén hương cho vị anh hùng họ phát hiện ông không hề còn mộ ngôi mộ ấy đã bị bỏ phế sau lễ pơ thi theo phong tục của làng nó đã trở nên tàn tạ như bình địa những bụi cây um tùm đã phủ kín cả một vùng thành khu rừng hoang vu a à, tin đã được làm pơ thi rồi làng mừng lắm ai cũng muốn giải thoát cho nó một người trong dòng họ phân trần sao thế được cán bộ xã nêu ý kiến a à, tin là anh hùng phải ghi nhớ cho con cháu muôn đời sau chớ không không thế hóa ra bắt tù bắt tội cái hồn nó mãi chẳng ai muốn giữ nó luôn bên mình cho tội nghiệp sau lần bất ngờ ấy tin đến huyện huyện yêu cầu cải táng cho vị anh hùng về nghĩa trang liệt sĩ của huyện khi đã chuẩn bị đủ hậu cần phương tiện để đưa hải cốt a tin về nơi trang trọng xứng đáng thì quả là không dễ không được đâu cán bộ ơi nó đã về theo các a tâu rồi cứ để hồn a tin về với a tâu nhưng xác cốt thì phải đưa về nghĩa trang liệt sĩ ồ không nó chôn chung một hòm với dòng họ làm sao mà lấy đi được lúc ấy mọi người mới té ngửa khi qua đời ông được chôn chung trong một quan tài lớn với gần chục con người. Tất cả đã được bỏ mạ, đã mục nát, hóa đất hóa cát. Ông đã về với ông bà tổ tiên trong dòng họ. Chỗ ấy bây giờ, cây đã mọc thành rừng hoang rậm rịt, mà các hải cốt nằm chung trong một cái quan tài độc mộc. Qua nhiều năm, sẽ chẳng thể nào lấy riêng cốt được một người nguyên vẹn. Việc cải tán cho vị anh hùng của rừng núi bất thành, cán bộ, ngành thương binh xã hội địa phương rất lo lắng chắc rồi sẽ có các cuộc tỉnh kiểm điểm huyện huyện kiểm điểm xã xã kiểm điểm làng nhưng làng biết kiểm điểm ai không ngờ việc mà người làng thấy rất giản dị hóa ra lại lớn lao phức tạp với nhiều cấp ngành đến vậy tôi trở lại làng lơ bơ lần này đường giao thông đã được đúc bê tông thẳng tắp suối đục đã có chiếc cầu lớn bắc qua dọc hai bên đường những ruộng lúa nước đang thì con gái xanh mơn mở làng đã tái định cư giãn dân tách hộ khang trang ngay hàng thẳng lối đời sống đã tốt lên đủ đầy hơn ký ức xa xôi một thời trai trẻ gian nan trong tôi bỗng ùa về ngập tràn tâm thức những đêm hội bơ thi lung linh mờ ảo đầy âm sắc xa xôi như chợt tái hiện rõ ràng đến lạ lùng đang miên man trong dòng suy tư với bao điều cũ mới lẫn lộn bất ngờ có con chim lạ xà ngay xuống vai tôi phải chăng linh hồn a tin đã trở về thân thương và chào đón người tây nguyên tin rằng linh hồn người chết thường hóa thân thành con chim diều mốc mà về thăm những người còn sống ở buôn làng Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Pơ Thi của tác giả Phạm Đức Long. Câu chuyện xúc động về cuộc đời oai hùng nhưng cũng bình dị của người anh hùng dân tộc Gia Rai, Rai tại vùng đất Tây Nguyên. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Mời các bạn cùng nghe. Qua lời kể của nhân vật tôi, cuộc chiến đấu giải phóng đất nước bảo vệ biên giới tổ quốc của người dân Tây Nguyên hiện lên đầy hào hùng nổi bật nhất là người anh hùng dân tộc gia rai tên là a tin trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước ông đã bắn hạ 4 xe tăng bắn rơi hai máy bay cánh quạt ba trực thăng và trở thành huyền thoại của dân làng gia rai ngày hòa bình lập lại người anh hùng a tin lại trở về làng lơ bơ sống giản dị như một con người bình thường ông sống quãng đời còn lại trong không gian yên bình quen thuộc của mảnh đất cả đời mình đã gắn bó cái chết của ông cũng lặng lẽ như bao người dân Gia rai khác nếu không có sự việc chính quyền muốn cải táng mộ ông về nghĩa trang liệt sĩ của huyện thế nhưng khi anh hùng a tin qua đời theo phong tục bỏ mả của người Gia rai ông được chôn chung quan tài với hàng chục người khác khiến việc cải tang cho ông bất thành bên cạnh cuộc đời người anh hùng a tin là sự gắn kết quân dân trong công cuộc bảo vệ biên giới tây nam chống lại các thế lực thù địch như lực lượng phun rô. Cuộc sống của người dân Gia Rai vô cùng khó khăn gian khổ, nhưng luôn một lòng tin tưởng vào đảng, đùm bọc che chở bộ đội, góp phần bảo vệ biên giới. Chuyện ngắn giúp người đọc, người nghe hiểu hơn không gian văn hóa, phong tục tập quán, nếp sống của đồng bào dân tộc trên mảnh đất Tây Nguyên. Vùng đất Tây Nguyên có vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, yên bình. Đời sống người dân giản dị, mộc mạc mà cũng đầy tình cảm gắn kết yêu thương tác giả khai thác sâu lễ Pơ Thi, lễ bỏ mả của người dân tộc Gia một lễ hội quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Gia Khi còn sống, người anh hùng A Tin sống bình dị với bà con dân làng Lơ Bơ. Khi mất, ông cũng muốn gần gũi gắn kết cả thể xác và linh hồn với ông bà tổ tiên. Có lẽ đó mới chính là tâm nguyện của mỗi người dân Gia khi nghĩ về sự sống và cái chết.